Theo giới chức cảnh sát hạt Norfolk, miền đông nước Anh, chiếc trực thăng gặp nạn đã rơi xuống vùng duyên hải Clay, cách căn cứ không quân Hoàng gia ở Lakenheath không xa. Đây là một vụ tai nạn bi thảm xảy ra trên một đầm lầy. Ngoài phi hành đoàn, không có người nào khác gặp nguy hiểm trong vụ việc này. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington cho hay, tất cả 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên đều là quân nhân Mỹ. Được biết, chiếc trực thăng gặp nạn nằm trong biên chế của căn cứ không quân trên. Trực thăng Payhawk thường được sử dụng cho chiến đấu, cứu hộ và tìm kiếm, chủ yếu để cứu các phi hành đoàn bị rơi xuống nước hoặc các binh sĩ bị cô lập trong các vùng chiến sự.